Vâng, em Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay em lên cho tất cả các bác một combo full đôi 30 nhưng sử dụng là hai check kèn neo 450. Bộ này thì các bác mà chơi thì hát nó quá tuyệt vời luôn, mà công suất nó rất là mạnh luôn, côn 86 từ Leo Bi. Thì các bác xem cùng nó là tép nhé. Đây. Một cái loa của nó sẽ có là hai cái bát và hai cái check kèn. Đấy, phễu của nó là phễu loại hai check. Bình thường ta sử dụng hai bát và một check kèn đại, nhưng mà hôm nay là sử dụng là hai check kèn neo 450, bích 7 màu, bi được mạ chrome. Và đây là neo giờ xếp neo bi. Đấy. Đây là tép neo 450. Và phân tần của nó đây. Phân tần BL1501. À, đường nâu đường bát này, hai bát này, đường hi này, đường check này. Ba con chở nhôm này. Rất nhiều tụ lọc nhá. Và ba cuộn xeo đồng. Đây là cái B phân tần phun đôi 2 bát 1 kèn của phân tần BL1501 các bác nhé. Còn cái bát này, cái bát của nó là màng sơn dầu bóng và gân của nó gân 2 gân. Bát này là hàng nhập khẩu của Trung Quốc, từ Leo Bi côn 86 và đít của nó có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Con này màng sơn dầu bóng và gân 2 gân. Đây là bát 30 neo côn 86 từ bi, loại này là loại siêu khủng cho anh em chơi. Loại 76 thì rất là nhiều, nhưng loại 86 toàn hàng VIP thôi các bác nhé. Đấy, anh em mà có nhu cầu dựng một bát một kèn, hoặc là dựng hai bát một kèn, hoặc là dựng một hai bát hai check, cứ liên hệ trực tiếp cho bên cửa hàng để đặt mua những sản phẩm VIP nhất trên thị trường nhá.